Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì những chủ đề trước chúng ta đã học và làm quen với những phép tính cộng và phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100, và chúng mình cũng đã thực hiện được những phép tính trừ và phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100. Và sau đây thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta một chủ đề, đó là chủ đề thứ 5, làm quen với hình phẳng. Bài 25, điểm đoạn thẳng, đường cong và ba điểm thẳng hàng. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Và bây giờ chúng mình hãy mở sách toán lớp 2 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 98 99 để thực hiện một số hoạt động trong bài 25, đó là điểm đoạn thẳng, và chúng mình sẽ khám phá một tình huống như sau. Thầy có hai chiếc đinh thầy chốt ở hai đầu. Sau đó thầy căng một cây dây treo cờ từ điểm đầu đinh này qua điểm đầu đinh kia và không có dư đoạn dây ra phía ngoài nào ở phía hai bên cả. Và chúng mình có thể nhận xét và cho thầy biết, muốn căng được dây treo cờ ở đây, chúng mình phải làm gì? Đúng rồi, muốn căng được dây treo cờ lên thì chúng mình thấy là phải chốt hai đầu đinh. Như vậy, mỗi đầu đinh là một điểm. Ở đây chúng mình có hai điểm là hai đầu đinh, đúng không nào? Và dây treo cờ là một đoạn thẳng, đúng không nào? Ở đây chúng mình chốt hai đầu đinh, xong đó căng cái dây treo cờ lên. Như vậy, mỗi đầu đinh là một điểm và dây treo cờ là một đoạn thẳng. Như vậy, chúng mình có thể cho thầy biết điểm ở đây là như thế nào không? Đúng rồi. Điểm được vẽ bằng một dấu chấm. Ở đây thầy sẽ chấm một chấm và thầy gọi là điểm A. Thầy chấm một chấm nữa, thầy gọi là điểm B. Và thầy chấm một điểm xa xa cũng gọi là điểm C. Và bây giờ chúng mình hãy dừng video. Chấm 3 điểm hoặc bất kỳ những điểm nào vào trong vợ cho thầy nhé, hoặc là vào trên tuyến nháp. Sau khi chấm xong thì chúng mình đã biết được điểm là gì rồi, đúng không nào? Điểm được vẽ bằng một dấu chấm, tức là điểm A, điểm B, điểm C, đúng không nào? Và bây giờ ở trên 3 điểm này, thầy sẽ nối điểm B với điểm C và ta sẽ có đoạn thẳng BC. Như vậy chúng mình hãy nối bất kỳ giữa hai điểm chúng mình đã chấm nhé, nhớ là hai điểm thôi nhé. Ở đây trên bảng có 3 điểm là A, B và C. Nối điểm B với điểm C ta có đoạn thẳng BC. Thầy sẽ nối hai điểm đó là điểm B và điểm C bằng một chiếc thước và chiếc bút. Thầy kẻ từ điểm A tới điểm trời xin lỗi từ điểm B tới điểm C. Như vậy thầy đã có đoạn thẳng BC. Thì như vậy chúng mình đã biết điểm là gì và đoạn thẳng là gì chưa nào? Điểm là được vẽ bằng một dấu chấm, đúng không nào? Đoạn thẳng ở đây là nối từ hai điểm bất kỳ, đúng không nào? Nhớ là nối từ hai điểm nhé. Và để chúng ta khắc sâu ghi nhớ hơn nữa, thầy mời chúng ta làm một số bài tập trong phần luyện tập. Bài tập đầu tiên chúng mình sẽ cho thầy biết là kệ tên các điểm trong hình vẽ. Nhớ là kệ tên các điểm nhé. Bài tập A là kệ tên các điểm. Nào, bây giờ chúng mình hãy dừng video và cho thầy biết các điểm trong hình vẽ gồm những điểm nào đây? Chúng mình thử nhớ lại điểm là gì? Điểm là một chấm đúng không? Như vậy ở đây có điểm. Ở đây có các điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm G và điểm H, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập B, kệ tên các đoạn thẳng trong hình vẽ. Nào, bây giờ chúng mình hãy dừng video và kệ tên các đoạn thẳng có trên hình vẽ cho thầy nhé. Sau khi chúng ta kệ tên xong, bây giờ chúng mình có thể quan sát lên màn hình để xem đáp án của chúng ta có đúng với đáp án của thầy không. Ở đây chúng mình thấy là tên các đoạn thẳng trong hình vẽ sẽ là
À đúng rồi, đoạn thẳng AB đúng không? Chúng ta sẽ nối từ điểm A sang điểm B sẽ có một đoạn thẳng. Tiếp là đoạn thẳng CG đúng không? Như vậy chúng mình sẽ có hai đoạn thẳng đó là AB và CG. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập số 2, đó là kể tên các đoạn thẳng trong mỗi hình vẽ sau. Ở đây chúng ta sẽ phải kể tên các đoạn thẳng. À, nhớ là đoạn thẳng nhé. Trong mỗi hình vẽ sau là hình vẽ A và hình vẽ B. Bây giờ chúng ta hãy dừng video và kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ cho thầy xem nào. À, thì như vậy ở đây chúng ta sẽ có những đoạn thẳng như sau. Ở câu A sẽ có đoạn thẳng là à đúng rồi, M, N và M đúng không? Và tiếp là A, M, M, P. Tiếp là N, N, P. Đây, có 3 đoạn thẳng. Thứ nhất là M, N. Thứ hai là M, P. Thứ ba là N, N, P. Và câu B nào? Câu B thì rất là rõ ràng luôn, đúng không? Ở đây chúng mình sẽ có đoạn thẳng A, B, đúng không nào? Và tiếp sẽ là B, C, đúng không? Và tiếp nữa sẽ là C, D. Ở đây hai hình đều có 3 đoạn thẳng, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta cùng sang câu số 3. Số dùng thước đo độ dài đoạn thẳng theo mẫu. À, ở đây chúng mình sẽ phải dùng thước mà chúng mình thường hay mang đi học, sẽ đo các đoạn thẳng có ở trang sách giống như chú robot, và thầy sẽ thực hiện đo mẫu đoạn thẳng đầu tiên cho chúng ta quan sát, sau đó chúng mình hãy tự đo nhé. Đầu tiên đây là chúng mình phải đặt thước từ điểm A tới điểm B. Điểm A bắt đầu từ số 0, thước của mình là cm đúng không? Tính từ điểm A là điểm số 0 cho đến điểm B là điểm có 5 cm đúng không? Ngay ở số 5 ở đây thì mình biết được đoạn thẳng này sẽ có là đúng rồi, 5 cm. Như vậy mình nói đoạn thẳng AB này dài 5 cm chúng mình vừa mới đo đúng không? Và tương tự như thế chúng mình hãy dùng thước của chúng mình, đó là đơn vị là cm, đo hai đoạn thẳng còn lại cho thầy nhé. Sau khi đo xong chúng ta hãy dừng video và xem đáp án của thầy có giống với chúng ta không? Nào, bây giờ chúng mình hãy dừng video và đo cho thầy xem đoạn thẳng MN và đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu cm nhé. À, sau khi chúng ta đo xong hãy quan sát lên màn hình để thầy đo xem nó dài bao nhiêu nhé. Đầu tiên đó là đoạn thẳng MN, chúng mình thấy bắt đầu từ điểm M cho đến điểm N đúng không? Nó dài bao nhiêu? À đúng rồi, 7 cm. Tiếp theo đó là đoạn thẳng PQ, chúng mình cũng đặt thước tương tự như thế, từ điểm P là bắt đầu từ số 0 cho đến điểm cuối cùng đó là 9. Như vậy đoạn thẳng PQ sẽ dài 9 cm. À, như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng mình thực hiện một số hoạt động trong bài điểm và đoạn thẳng. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.